Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh youtube audio kiếm hiệp và kênh youtube Trận là Ngọc thân mến Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập số 7 của bộ truyện dài tập Độc bộ thiên hạ tác giả thịch trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy Chuyện thuộc thể loại tiên hiệp huyền huyễn dị giới Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe tập số 7, Độc bộ thiên hạ ngay sau đây. sâu trong núi rừng hắc học lĩnh phương hòa một bộ mặt âm trầm đang nhảy như bay một thân áo bào đỏ như lửa rất nhanh tiếp cận diệp húc chân khí của hắn mãnh liệt hừng hực như hỏa mấy ngày nay hắn vẫn chưa tìm tung tích của diệp húc chung quanh lại thủy chung không thể tìm thấy không nghĩ tới hôm nay diệp húc lại xuất hiện khí thế ngút trời xa xa khiêu chiến với hắn một phế vật không chạy chối chết giống như cẩu ngược lại ăn tim gấu gan báo không ngờ cũng dám hướng tới tiên thiên cao thủ mà khiêu chiến Phương Hòa e sợ Diệp Húc chạy trốn, bước chân cực nhanh, khí thế cường giả tiên tiên hoàn toàn đã mở ra. Mỗi một bước của hắn hạ xuống, khí thế kéo lên một nấc thang, một đường đi vội, khí thế liên tiếp kéo lên trên. Đợi tốc độ của hắn đến cực hạn, cương khí ở quanh thân hắn hình thành một lực trường khủng bố. Chân khí giống như một đầu độc xà, mãnh liệt quấn quanh thân, làm cho những cảnh cây xung quanh hắn dập nát toàn bộ. Xu thế của hắn đợi đến khi vọt tới chỗ Diệp Húc tới đây khí thế của hắn đã đạt tới đỉnh cao lấy một đòn sấm sét muốn một đòn mà giết chết diệp phúc phương hòa khí thế lên tới đỉnh đỉnh vọt tới bên cạnh thác nước phóng mắt nhìn lại thế nhưng không có phát hiện ra bóng dáng của diệp phúc hắn không khỏi nổi giận chân khí cùng khí thế của hắn đều đã lên tới đỉnh điểm rồi không ngờ lại mất đi mục tiêu việc này nó gần như một quyền có lực lớn ngàn cân đánh thẳng vào khoảng không khiến cho hắn khổ sở gần như muốn hộc máu Chẳng lẽ tiểu tử này chạy thoát rồi sao Khí thế của Phương Hòa bắt đầu hạ xuống Chính vào lúc này Trên vách núi chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ chuyển tới Phương Hòa tổng quán Đã lâu không gặp rồi Phương Hòa vội vàng ngẩng đầu nhìn lại Chỉ thấy trên vách núi đối diện Có một thiếu niên áo lam đang đứng Kinh phong thổi bay quần áo Phiêu phiêu muốn bay Không khỏi đồng tử co rút lại Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói Diệp thất ra hắn cũng không xa lạ với Diệp Húc. Lúc trước Phương Đồng dẫn người mai phục trong rừng, ý đồ đánh lén Diệp Húc và Chu Thế Văn, nhưng lại bị hai người đánh cho tan rã quân lính. Đúng là Phương Hòa đã ra tay cứu viện, dùng lực đánh Diệp Húc và Chu Thế Văn hai người cứu đi rất nhiều con cháu Phương gia. Trải qua trận chiến này, Phương Hòa ý thức được chỗ đáng sợ của thiên tài. Lúc ấy, hắn đã là tiên thiên cao thủ lâu đời, mà Diệp Húc cùng Chu Thế Văn chỉ là một mao đầu tiểu tử. Tuy nhiên võ học gia truyền mới tu được tới bắt trọng nhưng hai người liên kết không ngờ lại cứng rắn ngăn trở được tiên thiên võ đạo đã quá 10 năm rồi. Mà hiện giờ hắn phát hiện ra Diệp Húc khí tức so với trước kia càng ngày càng nguy hiểm hơn. Đây cũng không phải là tu vi Diệp Húc vượt quá lúc trước mà tâm tình của hắn so với mấy năm trước đã xảy ra biến hóa cực lớn. Biến hóa này tương đối nguy hiểm. Diệp Húc lần đầu tiên cố ý phát ra khí thế đợi hắn tới, đợi khi khí thế của hắn ngưng tụ tới cực điểm nhưng lại trốn không ra mặt, tránh đi sắc bén đợi cho khí thế của Phương Hòa hạ xuống mới hiện thân. Trong lúc này, Phương Hòa nhìn như không có bất luận tổn thất gì, nhưng trong đó bao hàm đạo lý võ học sâu đậm. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái lên, khí thế đồng dạng như vậy, khí thế của Phương Hòa đang đứng ở giai đoạn suy sụp. Nhưng mà khí thế của Diệp Phúc còn chưa ngưng tụ. Phương Hòa trong lòng rõ ràng, hai người bọn hắn còn chưa giao phong, nhưng trên phương diện tâm trí mà nói, hắn đã thua một bậc. Nếu đối phương là cao thủ có cùng cấp bậc với hắn Phương Hòa căn bản không dám có giao chiến với đối phương, chỉ có thể rút lui. Nếu không kết cục không chỉ là bại vong không. <laughs> Khí thế hơi chiếm thượng phong thì có lợi ích gì? Phương Hòa hơi định thần, ngẩng đầu gắt cao nhìn thẳng vào Diệp Húc, hắn cự lạnh lên tiếng: Diệp thất gia, nếu ngươi vẫn là tiên thiên võ đạo cảnh giới, trận chiến này ta chỉ có thể rút lui. Tuy nhiên ngươi tranh lệch quá nhiều với ta, quyết định giữa ngươi với ta chỉ có thực lực thôi, hoàn toàn là nhược điểm của ngươi lông mày của hắn giãn ra lớn tiếng mà quát thật ra xin lỗi người giết con trai của chủ nhân chủ nhân có lệnh mang đầu của ngươi đi theo gặp hắn bởi vậy ngươi chỉ có một kết cục đó là chết kìa muốn đánh liền đánh, đánh không nên vô nghĩa nhiều lời như vậy diệp húc thét dài một tiếng giống như một con rơi thật lớn hai tay áo bay tán loạn nhảy từ đỉnh núi xuống bước đầu tiên hắn đạp nhẹ lên một đá trồi ra giữa các thác nước rồi tà tà bay lên bước thứ hai chân của hắn hung hăng đạp trên mặt nước giống như hồ đói từ trên đỉnh núi nhảy xuống mặt nước chợt nổ tung sóng cuộn quay cuồng thủy ngân giống như văng khắp nơi vậy đạp 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 diệp húc tay chân cùng sử dụng dường như một con nhện nước dẫm lên mặt nước vội vàng chạy tới khí thế đại trướng gần như trong nháy mắt đã kéo lên đỉnh cao diệp ra thượng thừa thân pháp chi chu thải thủy diệp húc liên tục biến hóa thành ba loại võ học rút cuộc khí thế tích tụ cũng tới cực điểm lấy thế vạn quân phóng thẳng về phía phương hòa song trưởng liên hoàn đánh ra thương minh chân khí màu tím rời non lớp biển giống như áp chế tới phương hòa phương hòa chỉ hư một tiếng không sợ chút nào quanh thân phát ra tiên thiên cương khí mãnh liệt song trưởng đón nhận cương khí hóa thành một xích viêm hỏa dài hơn một trượng dung đuổi đắc ý cương mãnh vô cùng đây là thực lực của cao thủ tiên thiên lâu năm hay sao ngưng khí thành cương đem các loại võ học tu luyện đến mức tận cùng gần như có uy thế của vũ sĩ khi ra tay Diệp thiếu báo Để ta nói cho người biết Khí thế chiếm thượng phong cũng không có ích lợi gì Người cùng ta tranh lệch cảnh giới quá lớn Ta giết người giống như giết một con chó vậy Đơn giản Trường lực của hai người ầm ầm va chạm vào nhau Xích viêm hỏa xà Lập tức đánh nát chân khí thương minh của Diệp Húc Phương Hòa tràn đầy tự tin Đây là tranh lệch tu vi Không phải thiên tư có thể bù đắp được tranh lệch Xích viêm hỏa xà rút cuộc Đánh vào trên bàn tay của Diệp Húc Khiến cho Phương Hòa kinh hãi chính là Bàn tay của Diệp Húc không ngờ so với thương minh chân khí của hắn còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Ra một tiếng, cái đầu xà của Xích Viêm Hỏa Xà lập tức bị bàn tay của Diệp Phúc anh mở, bùng nổ nứt ra tại chỗ. Thế công của hắn không chút yếu bớt, song trưởng chào ra, Xích Viêm Hỏa Xà bị cắt cho nổ tung, phát ra ba tiếng trầm đục. Bàn tay hai người rốt cục cũng đụng vào một chỗ, Phương Hòa chỉ cảm thấy một lực lượng khó thể tưởng tượng phóng thẳng vào hắn, giống như một chiếc xe với hơn 10 thất liệt mã mãnh liệt đụng lên trên người hắn vậy bước chân di động hắn không thể kìm nổi mà lùi về phía sau Xong trưởng của hắn xương cốt bị lực lượng lớn này đánh nát cơ thể dường như bị xé rách đây là lực lượng thuần túy lực lượng mạnh mẽ của thân thể tiên thiên không có bất luận chân khí gì thêm vào chỉ dựa vào lực lượng thân thể liền đè ép được tiên thiên cương khí của hắn diệp húc đã xúc thế từ lâu khí thế nổi lên tới cực điểm hơn nữa có lực lượng của thân thể tiên thiên rất cuộc mới đánh tan được hắn hắn hiện giờ cũng đã rõ chính mình và phương trung sơn phán đoán sai lầm, phương đồng không phải là do nhân vật thần bí bảo vệ diệp phúc giết chết mà chết ở trong tay diệp phúc. à, diệp phúc khá mồm cầm lên, lực lượng song trưởng lại tăng cường, đánh đấm liên tục về phía của phương hòa, tốc độ của hắn vô cùng nhanh, đầu ngực eo của phương hòa bị thương minh chân khí chấn đoạn, kình phong như tơ đen thổi chúng chính diện, phương hòa cũng không thể ngừng lại, tư thế suy sụp, bị diệp phúc đẩy nhanh về phía sau, tốc độ nhanh như gió thổi bốn bàn tay của hai người dính cùng một chỗ hai bóng người một trước một sau nhằm thẳng về phía khu rừng rầm rầm lưng của phương hòa đụng vào một gốc cây cổ thụ trăm năm thân cây vốn hai người mới có thể ôm hết bỗng nhiên vỡ thành từng mảnh vụn cây cổ thụ này kêu lên khanh khách mấy cái rồi đổ xuống ngầm mầm rầm rầm phương hòa lại đụng vào một gốc cây cổ thụ to lớn nữa vẫn không thể ngừng lại tư thế lùi về sau khoái miệng của hắn trào ra đường tơ máu đầu bạch lăng không bay múa trong lòng vừa sợ vừa giận hắn lúc trước ở trước mặt phương trung sơn đã từng nói tuyên bố giết chết diệp húc giống như giết một con chó vậy không nghĩ tới lần này giao phong chính diện với diệp húc hắn lại ở vào trong thế hạ phong tu vi của hắn đích xác là mạnh hơn diệp húc một chút nhưng lực lượng thân thể diệp húc lại có tính áp đảo kết quả này khiến cho hắn quả thực không thể chịu đựng được đột nhiên phương hòa cảm thấy lực lượng của diệp húc thoáng hơi yếu đi trong lòng không khỏi mừng rỡ bộ mặt dữ tợn lạnh lùng lên tiếng tiểu tứ ta còn tưởng rằng ngươi có thể không ngừng không ngừng nghỉ bùng nổ xuống nữa cơ kìa hiện giờ kiệt sức rồi sao <laughs> đây là chênh lệch không thể bù lại giữa ta và ngươi chính là ngày chết của ngươi rồi phương hòa còn chưa dứt lời đột nhiên trên bàn tay của diệp phúc bùng nổ lực lượng còn mạnh hơn vừa rồi hung mãnh hơn rất nhiều dầm bốn bàn tay tách ra cả người phương hòa gần như một viên đạn bắn ra bên ngoài phương hòa tức tốc lùi lại phía sau mũi chân điểm nhanh xuống mặt đất giờ một tiếng vang lên mặt đất hiện ra một cái hố to tán đi lực lượng không thể chống lại kia chỉ cần thành công tan đi mất cố lực lượng này hắn liền có thể trì hoãn khi phản hồi lại thu hướng giảm chân khí tái chấn hùng phong phương hòa chưa hoàn toàn đánh hết lực đột nhiên phía sau lưng của hắn chạm phải cái gì đó cứng rắn trong lòng không khỏi căng thẳng không xong rồi sau lưng hắn rõ ràng là một khối đá lớn nặng hơn 10 tấn là ít Phương Hòa đánh ra một cái lên trên tảng đá. Khối tảng đá vững chắc kia bất ngờ xuất hiện một vết rách thật dài. Phương Hòa chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình bị đè ép gần như vỡ vụn, một ngụm máu tươi chảy ra ít hầu. Khuôn mặt già nua đỏ thẫm, cố gắng nuốt ngụm máu tươi này xuống. Phương Hòa, ngươi vừa rồi nói giết ta như giết một con chó sao? Diệp Phúc cười lạnh mỉa mai, gió xoáy hiện lên, hắn vọt tới, trường lực màu tím giống như rời non lấp biển đè về phía Phương Hòa. Lần thứ hai va chạm, Phương Hòa vừa kinh vừa sợ, vội vàng cô lấy chân khí toàn thân, ngang nhiên đón nhận, đồng thời không địch lại được lực lượng thân thể của Diệp Phúc. Phía sau là tảng đá lớn, rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được, va chạm nứt ra thành hai cánh hoa. Phương Hòa đứng thẳng không song, quay cuồng bay về phía sau, người đang ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu. Diệp Phúc khóe miệng cũng chảy ra một tia máu tươi, lực lượng thân thể tiên thiên cũng hùng mạnh vô cùng, thế nhưng mà Phương Hòa tu vi cao hơn nhiều so với thực lực tu vi của hắn chân khí của hắn có vẻ có chút bạc nhược liên tục đánh phương hòa khiến cho hắn bị nội thương không nhẹ phương hòa hiện giờ ai mới giết ai giống như giết một con chó đấy diệp phúc ngăn chặn thương thế ôm lấy một khối đá lớn thả người nhảy lên hung hăng nện xuống ánh mắt lạnh lạnh âm thanh lạnh lùng nói phương hòa vừa mới rơi xuống đất liền thấy diệp Húc ôm khối đá lớn nhảy lên lấy thằng đá làm chùy nện thẳng xuống đầu của hắn hắn không khỏi kinh hãi muốn chết chỉ còn cách cố gắng dùng chân khí toàn thân đón nhận răng rắc một tiếng tảng đã lớn dưới trường lực của hắn nứt ra thành vô số khối nhỏ đá nhỏ bay tán loạn một bàn tay to màu tím hạ xuống đụng thẳng một chỗ với bàn tay của phương hòa phương hòa không kìm nổi phun ra một ngụm máu tươi ngụm máu tươi ẩn chứa chân khí xích mãng liệt hỏa chân khí vừa mới tiếp xúc với không khí liền kêu lên một tiếng bốc cháy diệp húc công kích thật sự là quá nhanh một lần rồi lại một lần liên tiếp khiến cho hắn mệt mỏi ứng phó Căn bản không có cơ hội mà thở dốc Thiếu niên áo lam này Ngày thường nhìn như điềm đạm nho nhã Nhưng chỉ khi động thủ Giống như một cỗ máy chiến đấu Thế công như cuồng phong mưa rào Không ngừng không nghỉ Phương Hòa từng rằng Tu vi của Diệp Phúc bị phế Là quả hồng mềm Muốn nắn như thế nào Thì có thể nắn như thế Bởi vậy Mới hứa hẹn với Phương Trung Sơn như vậy Thật không ngờ Quả hồng mềm này biến thành tảng đá cứng rắn Hắn không thể gặp được Ngược lại khả năng làm răng nanh Của hắn bị đứt đoạn Tiểu từ này chẳng lẽ có linh đan diệu dược gì có thể rèn luyện thân sắc tới cường độ này sao? Thật không ngờ có thể anh phá được tiên thiên cương khí của ta như vậy. Phương Hòa trong miệng học máu khiếp sợ vạn phần mà thầm nghĩ. Diệp Húc cũng một ngụm máu tươi nhả lên đến ít hầu chỉ cảm thấy kinh mạch bên trong cơ thể mình nóng bỏng một mảnh. Hắn bị chân khí xích mãng liệt hòa của Phương Hòa xâm nhập vào bên trong kinh mạch thậm chí ngay cả thương minh chân khí cũng có xu thế bị đốt cháy. Thân thể tiên thiên bá đạo vô cùng nhưng tiên thiên cương khí cũng đồng dạng bá đạo lấy thương minh luyện thể quyết thất trọng tu vi căn bản không thể ngăn cản được nếu không có luyện thành thân thể tiên thiên ngay từ đầu khí thế liền chiếm thượng phong lấy thế này người chỉ sợ hắn căn bản không phải là đối thủ của phương hòa thân thể tiên thiên thuộc về ngoại công tiên thiên mà tiên thiên cương khí là nội công tiên thiên hai loại cảnh giới tiên thiên này cũng không phân cao thấp diệp húc vừa mới luyện thành thân thể tiên thiên mà phương hòa lại sớm tiến vào cảnh giới ngưng khí thành cương bởi vậy hai người có chút chênh lệch tuy nhiên chênh lệch không quá lớn nhưng trong tưởng tượng của phương hòa nếu ta đã chiếm thượng phong phương hòa liền không có cơ hội trở mình chỉ có thể bị ta đánh mà thôi hắn đột nhiên nhảy lên chân quét ngang quét một cây của thụ thành hai đoạn quát tháo một tiếng ôm lấy gốc đại thụ này mà quét ngang tới phương hòa gầm lên bàn tay như đao thẳng tắp đập xuống đại thụ lập tức bị bẻ gãy xích mãng liệt hỏa chân khí lập tức đốt cháy cây đại thụ thế lửa hừng hực Diệp Húc cầm lấy một chỗ khác của cổ thụ, lấy cây làm côn hướng tới Phương Hòa hung hăng đánh tới. Thế lửa càng ngày càng tràn đầy. Hai tay cùng đại thụ chạm vào nhau, lực lượng bùng nổ. Phương Hòa lảo đảo lùi về phía sau. Cây đại thụ gặp phải lực lượng hai người giáp công vỡ thành từng mảnh, hóa thành những mảnh vụn gỗ. Ông những vụn gỗ bị chân khí xích mãng liệt hỏa đốt lên, hình thành những hỏa cầu thật lớn trong không trung, nhiệt độ cao đến đáng sợ. Hỏa cầu đột nhiên vỡ ra, một bàn tay to màu tím đập thẳng vào liệt hỏa thật mạnh dừng ở ngực của phương hòa thanh âm xương gãy chuyển tới phương hòa bị đánh bay tại chỗ dừng ở bên ngoài mấy trượng lập tức xoay người nhảy lên dưới chân lảo đảo mấy cái ngã xuống dưới đất một kích này của diệp phúc đã đánh nát sáu căn xương sườn của hắn làm vỡ nát cả tâm mạch của hắn cắt đứt sức sống hỏa cầu dần dần tắt phương hòa ngừng đầu nhìn chỉ thấy diệp phúc mặc một bộ quần áo màu lam chậm rãi đi từ trong ngọn lửa đi ra trên mặt hiện một đám mây tía lập tức khôi phục nguyên trạng, khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt. Ta thành tựu tiên thiên có hơn 26 năm, không nghĩ tới còn không phải đối thủ của thất gia. Diệp gia, Diệp thiếu báo, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, danh bất hư truyền. Phương Hòa trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra, trong mắt của hắn lộ ra một sắc độc ác, nhe răng cười độc ác nói. Tuy nhiên, Diệp thất gia, chỉ sợ ngươi cũng bị thương rất nặng. Ở hắc học lĩnh này, nghĩ muốn giết ngươi không chỉ có một mình ta đâu, Diệp Ly tu vi cao minh hơn xa ta Đã tu luyện tới cảnh giới cương khí ngoại phóng Hắn rất nhanh sẽ tới đây Lấy trạng thái hiện giờ của ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi Diệp Phúc ngăn chặn máu tươi Nhảy lên ít hầu thản như nói Phương Hòa Người đã chết Cần gì phải quan tâm tới chuyện của ta đấy. Phương Hòa sắc mặt như cho tàn Giấy dụa đứng dậy Sửa sang lại vạt áo Đột nhiên hướng về phía Phương ra Liễu Châu quỳ xuống Khấu đầu vài cái thật mạnh Chủ nhân, lão nô vô năng, không thể thay thế thiếu gia báo thù, xin chủ nhân thứ tội. Vừa dứt lời, Phương Hòa đột nhiên thả người dựng lên, đánh tới Diệp Húc. Hắn lạnh lùng nói, Diệp thiếu báo, cho dù ta có chết đi, ta cũng không thể cho ngươi sống khá giả được. Diệp Húc đứng tại chỗ, không chút sức mẻ, tùy ý để cho hắn đánh tới chính mình. Phương Hòa bóng dáng còn chưa bổ nhào tới trước mặt của hắn, đột nhiên tay, mắt, mũi, miệng, toát ra một cỗ liệt hỏa cỗ liệt thỏa từ trong cơ thể hắn thiêu đốt ra bên ngoài trong chớp mắt hóa thành cho tàn xích mãng liệt hỏa công của hắn đã tu luyện tới cảnh giới tiên thiên ngưng khí thành cương bá đạo vô cùng tâm mạch sau khi bị Diệp Húc chấn vỡ chân khí mãnh liệt giống như con ngựa thoát khỏi dây cương chạy khắp nơi làm cho thân hình của hắn cháy sạch không còn một chút gì mấy đốm lửa bay sắt qua tóc mai tai của diệp phúc một cường giả tiên thiên cứ như vậy mà hóa thành cho bụi diệp phúc trong lòng thầm than một tiếng Phương Hòa đối với Phương Trung Sơn trung thành tận tâm, khiến cho hắn, không khỏi như tới Lão Mộc Tô Phúc vẫn chiếu cố cho cuộc sống hàng ngày của mình trước đây. Tô Phúc đối với hắn cũng trung thành và tận tâm, cẩn thận chiếu cố cho hắn. Khi biết chính mình chỉ còn sống được không lâu, còn chạy về quê mang Tô Kiều Kiều tới, để cho Tô Kiều Kiều thay lão chăm sóc cho Diệp Phúc. Diệp Phúc sau khi mất cha mẹ, hắn tuổi còn nhỏ, không biết cái gì gọi là bi thống, mà Tô Phúc cùng hắn nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Trong lòng của Diệp Phúc đã sớm đem lão trở thành bề trên của mình. Tô Phúc chết Rất cuộc hắn cũng cảm nhận được nỗi đau lớn Của việc mất đi thân nhân Tô Lão yên tâm Chỉ cần ta còn một hơi thở Đời này ta sẽ bảo hộ cho Kiều Kiều Sẽ không cho nàng một chút thương tổn gì cả Diệp Phúc thân hình bắn lên Rời khỏi rừng núi chạy xa xa đi Đột nhiên tiếng võ ngựa chuyển tới Diệp Ly, Diệp Bân Đám người cưỡi tuân mã lần lượt tiến tới Nhanh chóng tiếp cận hắn Diệp Phúc trong lòng trầm xuống Đám người Diệp Ly rứt cuộc cũng chạy tới Mà trong cơ thể của hắn Chân khí xích mãng liệt hỏa của Phương Hòa vẫn đấu đá ở bên trong cơ thể của hắn, quấy nhiễu nội tức của hắn. Nếu cho hắn nửa ngày, hắn tất nhiên có thể khu trừ được chân khí dị chủng. Thật đáng tiếc, đám người Diệp Ly một lòng, muốn hắn chết, khẳng định sẽ không có cơ hội chữa thương. Đám người Diệp Bân dưng cung bắn tên, mũi tên bay vù vù hướng thẳng tới hắn. Diệp Phúc ngăn chặn xích mãng liệt hỏa chân khí, thân hình giống như một con dơ lớn, linh hoạt tránh thoát mấy mũi tên, lao thẳng tới phía trước. Diệp Ly âm trầm cười nói: "Thật ra, ngươi làm gì vậy? trốn sao? trốn là vô ích thôi. lúc này còn cách thời gian săn thú chấm dứt những hai ngày nữa kìa. chẳng lẽ ngươi có thể không ăn không uống chạy suốt hai ngày hay sao? diệp phong cười ha ha. thương thế của hắn chưa lành, vừa cười tác động tới xương sườn bị gãy, ho khan liên tục. lão thất, ngươi thật đúng là may mắn. ngay cả phương hòa cũng không thể giết được ngươi. tuy nhiên, ngươi có thể chết trên tay huynh đệ mình, có thể xem là điều may mắn trong bất hạnh rồi hắn không biết phương hòa đã bị mất mạng còn tưởng rằng diệp húc bị thua trong tay phương hòa chạy chối chết bởi vậy vui sướng khi người gặp họa diệp tân dung đuổi đắc ý âm thanh cười nói thành sơn mai trung hồn túng tử hiệp cốt thương hề tất ca ta xem ngươi không chạy thoát rồi nơi này non xanh núi biếc đúng là nơi chôn cất tốt cho ngươi táng thân ở chỗ này đi thôi diệp bân cười ha ha tán thưởng nói hề thập tam đệ đại tài ngâm một câu thơ tốt à mấy người cười to không ngừng nhìn diệp phúc như nhìn một miếng thịt ở trên thớt chỉ chờ bọn họ sâu xé với nhau diệp kiên giữ khố là thiên lý mã nổi danh về tốc độ tốc độ của hắn nhanh nhất bỏ qua mọi người một bên nhanh chóng tiếp cận tới diệp phúc hắn dưng cung hướng hậu tâm của diệp phúc bắn tới nếu hắn biết phương hòa chết ở trong tay diệp phúc hắn tuyệt đối sẽ không tới diệp phúc gần như vậy lão thất chúng ta giết ngươi như giết chó vậy người kiên tâm mà chết đi thôi sau khi người chết rồi nha hoàn xinh đẹp động lòng người của ngươi ta Thà sẽ thành người chiếu cố khiến cho nàng uyển chuyển Dên rỉ trên giường của ta kìa xẹt diệp kiên còn chưa nói xong một bóng đen bay tới xuyên thủng đầu của hắn lực lượng thật lớn đưa hắn bay khỏi lưng ngựa gắt gao cắm vào thân cây diệp kiên khóe miệng vẫn còn lộ ra ý cười không phát hiện ra mình đã chết lão cửu đã chết rồi diệp tân thất thanh kêu to suýt nữa ngã từ trên lưng ngựa xuống đám người diệp bân vội vàng ghim lại cưng ngựa ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy vật xuyên qua đầu của diệp kiên là một nhánh cây to bằng ngón tay cái trong lòng không khỏi lạnh hết cả người diệp Phúc tùy tay bẻ một nhánh cây run rẩy tay phóng ra còn nhanh hơn cả tên bắn dễ dàng nhanh chóng giết chết diệp kiên như vậy thực lực này thật là khủng bố diệp ly sắc mặt âm trầm như nước lạnh giọng nói mấy vị thiếu gia không được gần hắn quá diệp phong và diệp tân dùng mình mấy cái không dám đuổi theo nữa diệp bân để vào bản thân luyện được thương minh luyện thể quyết tới bắt trọng diệp Phúc căn bản không thể đả thương được hắn một chút mảy may Hắn cùng Diệp Ly song song đuổi tới Với Diệp Phúc Hắn kêu lên Tiện nô Người giết Diệp Kiên Đây là từ tôi Còn không đứng lại nhận cái chết đi Diệp Phúc chạy như điên Hắn cửa lạnh nói Diệp Phúc chạy như điên Hắn cửa lạnh nói Nhị ca Người quá ngây thơ rồi Các ngươi muốn giết ta Chẳng lẽ còn muốn cho ta Không chút phản kháng hay sao Ngoan ngoãn nghiền cổ Mà chờ chết hay sao Diệp Ly hừ lạnh một tiếng nói Nhị ra Không cần phải nói lời vô nghĩa với hắn ta Kiểu ra bị giết, cho dù là phù chú cũng không bảo vệ được hắn đâu. Hai người phóng ngựa như bay, vỗ ngựa tung bay, xiết sao đi theo phía sau của Diệp Húc. Diệp Ly sát khí đại động, đột nhiên từ chân lưng ngựa bay lên, tốc độ so với tuân mã còn muốn nhanh hơn 3 phần, nhanh chóng tiếp cận Diệp Húc. Diệp Húc ra tay giết chết Diệp Kiên có thể nói là rất hợp ý của Diệp Ly. Kể từ đấy, mặc dù phù chủ Diệp Tư Đạo biết Diệp Húc chết trong tay của hắn cũng không thể nói gì hơn. Diệp Ly rốt cuộc cũng đi vào phía sau Diệp Húc chân khí chấn động bàn tay to hướng hậu tâm của hắn chụp đến vù lòng bàn tay hắn trống rỗng rõ ràng trường lực đánh về phía trước nhưng quỷ dị chính là không khí phía trước đột nhiên sụp đổ hội tụ trong lòng bàn tay của hắn hình thành một mảnh chân không mang theo lực hút cực lớn đây chính là diệt ra tuyệt học càn không thủ càn không thủ tinh túy chính là đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay động mà không phát bàn tay như có cản khôn lực hút khống chế kẻ thù cận thân bộc phát ra lực lượng một kích giết chết kẻ địch diệp ly cũng bởi vì tuyệt học này mà thu được mỹ danh càn khôn thủ diệp phúc xoay người đánh ra một quyền đánh trúng vào lòng bàn tay của hắn hai cỗ lực lượng cực mạnh cực mãnh bùng nổ kình phong bắn ra bốn phía sắc bén như đao diệp phúc kêu lên một tiếng đau đớn trong miệng phun ra máu tươi không tự chủ được mà bay ngược ra đằng trước mấy trượng hắn vừa mới rơi xuống đất đột nhiên tay chân cùng sử dụng giống như một con nhện cứ thế mà chạy đi Diệp Ly thân hình cũng không khỏi lay động một chút, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn nguyên muốn một trưởng giết chết Diệp Húc, nhưng thật không ngờ Diệp Húc lại có thể tiếp nhận được càn khôn thủ của hắn. Nắm tay đánh trúng càn khôn thủ rất mạnh, lấy lực phá lực, thậm chí ngay cả hắn cũng cảm thấy giật mình. Thân thể tiên thiên ngắn ngủi có mấy ngày, tiểu tử này không ngờ đã luyện thành thân thể tiên thiên rồi. Diệp Ly chỉ cảm thấy khó có thể tin được, kiến thức của hắn vượt xa phương hòa, lập tức hiểu được Diệp Húc đã luyện được thân thể tiên thiên cảnh giới chỉ có đạt tới tu vi tiên thiên mới có thể tu thành thân thể tiên thiên. Tiểu tử này tu vi còn yếu như vậy, làm sao có khả năng tu thành thân thể tiên thiên được? Diệp Ly sắc mặt âm tình bất định, tiên thiên cảnh giới tổng cộng chưa làm ba trọng, ngưng khí thành cương, cương khí ngoại phóng, tiên thiên bá thể. Thân thể tiên thiên là điều kiện chuẩn bị để tu luyện tới tiên thiên bá thể cảnh giới. Hắn bị vây trong cảnh giới cương khí ngoại phóng hơn 10 năm thì chung cũng không thể luyện thành tiên thiên bá thể nguyên nhân là vì thân thể hắn đã già trở nên mục nát không thể luyện thân thể rèn tới cảnh giới tiên thiên không nghĩ tới cảnh giới hắn tha thiết mơ ước không ngờ hiện tại lại có trên người diệp húc diệp ly bộ mặt dữ tợn chặt nhanh qua một gốc cây đại thụ đuổi theo diệp húc tiểu tử này mặc dù không thể trở thành vũ sĩ cũng có thể đem võ đạo tu luyện tới cảnh giới cao nhất là thương minh bá thể chỉ sợ qua thời gian không lâu ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn thừa diệp hiện giờ hắn còn chưa trưởng thành toàn bộ phải giết hắn ta vĩnh tuyệt hậu hoán diệp ly cái lão cầu này không ngờ lại mạnh như vậy thật không hổ là thập đại tiên thiên cao thủ ngoại môn của diệp phủ chúng ta ánh mắt của diệp phúc chợt lóe lên chạy như bay về phía trước hắn cùng với diệp ly chỉ giao thủ một hiệp liền bị thương càng thêm thương hắn lập tức phán đoán thực lực của diệp ly còn trên cả phương hòa hơn phân nửa đã tu luyện tới cảnh giới cương khí ngoại phóng mặc dù đang ở trạng thái đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của diệp ly thương thế của ta ngược lại cũng không nghiêm trọng có bạch ngọc lâu ở đây chút thương thế ấy sẽ rất nhanh mà khỏi tuy nhiên muốn khu trừ chân khí dị trùng trong cơ thể thì phải tốn thời gian một chút rồi hắn chỉ đem thương minh luyện thể quyết tu luyện tới thất trọng tu vi ở cùng thế hệ tuy rằng được cho là cao thủ thế nhưng mà so với hai cao thủ tiên thiên lâu đời như là phương hòa và diệp ly lại có vẻ không thể so được lập tức bị chân khí của hai người bọn hắn xâm nhập vào trong kinh mạch nếu là chân khí tầm thường diệp phúc dễ dàng liền hóa giải tuy nhiên hai đạo chân khí cũng là tiên thiên cương khí uy lực rất mạnh lấy kinh nghiệm từ trước tới nay của hắn hai đạo tiên thiên cương khí như vậy phải mất thời gian dài mới có thể tiêu trừ sạch sẽ được hai đạo dị chủng chân khí không trừ tu vi của hắn đừng mơ tưởng mà tiến thêm nếu có can xảy ra ở đây ta thúc ngựa liền đi diệp ly đừng mơ mà ngăn cản được ta đáng tiếc can xảy ra không biết chạy đi đâu rồi lúc này trọng yếu nhất là mình phải loại trừ chân khí dị chủng bên trong cơ thể có thêm một thủ đoạn bảo Diệp Húc một bên cấp đường chạy như điên, một mặt chậm rãi thúc dục Thương Minh chân khí. Thương Minh chân khí lập tức phát sinh ra va chạm kịch liệt với hai cỗ tiên thiên cương khí. Ba cỗ chân khí giằng co có một chỗ, người ta cùng tranh đoạt, một tấc cũng không rời. Tiên thiên cương khí chất lượng không thể thắng được chân khí bình thường, nếu là người thường bị tiên thiên chân khí xâm nhập kinh mạch, chỉ sợ kinh mạch đã bị đứt từng khúc, nổ tan xác mà chết. Nhưng hắn lúc này đã tiến tới thân thể tiên thiên cảnh giới, kinh mạch cứng cỏi vô cùng, thân thể cực đoan dũng mãnh cho dù ba loại chân khí đối đầu với nhau kịch liệt trong kinh mạch tinh mạch của hắn không ngờ vẫn chịu đựng được đây là chỗ dũng mãnh của thân thể tiên thiên đột nhiên hắn cảm giác được thương minh chân khí tác chiến với hai cỗ tiên thiên cư khí dường như nhỏ yếu hơn vài phần mà thương minh chân khí lại lớn mạnh hơn rất nhiều không khỏi nao nao người diệp húc tĩnh tâm lại cẩn thận quan sát phát hiện đây không phải là ảo giác thương minh chân khí của hắn quả thực rất nhanh đã tăng trưởng trong thời gian ngắn mây tím trong đan điền từ 600 đóa tăng lên tới 650 đóa, hơn nữa, con số đang không ngừng tăng nhanh. Chẳng lẽ thương minh chân khí đang luyện hóa tiên thiên cương khí hay sao? Lúc này, hắn mới chú ý tới, thương minh chân khí cũng không phải đang đuổi hai cỗ tiên thiên cương khí kia đi, nhưng mà lại đem hai cỗ tiên thiên cương khí kia xé thành từng khối, từng khối nhỏ, sau đó bao vây lại, sức sống vô cùng vô tận ngấm vào bên trong cương khí, đem hai cỗ tiên thiên cương khí đồng hóa thành thương minh chân khí. Diệp Phúc chỉ cảm thấy khó có thể tin được Tiên Thiên Cương Khí gần với Vô Sĩ Nguyên Khí, mặc dù đặt tới Tiên Thiên Cảnh Giới, luyện hóa Cương Khí của người khác cũng cực kỳ khó khăn. Không nghĩ tới, Thương Minh Chân Khí không ngờ có thể đem Tiên Thiên Cương Khí các loại khác nhau luyện hóa thu. Chất lượng Thương Minh Chân Khí của hắn, tuy rằng không bằng Tiên Thiên Cương Khí, thế nhưng là không cách quá xa. Sau khi luyện hóa, Thương Minh Chân Khí tinh thuần vô cùng, không ngờ cũng mơ hồ có tính chất đặc biệt của Tiên Thiên Cương Khí, uy lực so với Thương Minh Chân Khí bình thường còn mạnh hơn nhiều. Tình huống này hoàn toàn vượt khỏi kiến thức võ đạo của hắn nếu nói ra người khác bảo hắn người si nói mộng cái này vốn không ai tin tưởng diệp ly lại đuổi theo trăm ngàn con thanh điệp ba phủ lấy diệp phúc đại thiên diệp thủ hắn là nô tài của nội phủ tổng quản diệp tư mẫn được phép tiến vào võ khố của diệp phủ tu tập các loại võ học ngoại trừ thương minh luyện thể quyết ra hắn gần như tinh thông tất cả võ học diệp ra so với diệp phúc còn bác học hơn diệp phúc xoay người tử điệp bay múa còn trước ngã xuống con sau tiến lên lấy đại thiên diệp thủ cứng rắn chống lại đại thiên diệp thủ tử điệp thanh điệp hai bên cùng diệt phát ra tiếng bạo vang hai người giao thủ lập tức sinh ra dư khí giống như loạn tiễn bắn ra chỉ nghe thấy những tiếng vang lên không dứt hai bên cổ thụ che trời bị dư ba quét ngang trong chớp mắt bị bắn vỡ nát wow một tiếng vang lên như tiếng giống của yêu thú thất giai tê nghiêu từ sâu trong núi rừng truyền tới còn chưa tới gần người đã bị dư ba của hai người giao thủ đá cho ầm ầm ngã xuống đất Diệp Phúc trong miệng khạc ra máu, thân hình bay ngược mở ra, thổ ra một ngụm máu. Hắn ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng, thương thế bất giác tốt hơn vài phần. Diệp Ly sắc mặt âm trầm, ra tốc đuổi theo. Trong mắt hắn, Diệp Phúc vừa rồi chiến một trận ác chiến với Phương Hòa, đã bị thương nặng, lại cứng rắn tiếp một trưởng càn khôn thủ của mình, thương lại càng thêm thương. Bản thân đại thiên Diệp thủ của mình khẳng định sẽ có thể giết chết hắn. Không nghĩ tới, Diệp Phúc không chỉ tránh thoát được đại thiên Diệp thủ của hắn, tinh thần ngược lại còn tốt hơn trước rất nhiều không ngờ có thể thông dong trốn thoát hắn cả quyết không ngờ diệp phúc không ngờ có thể luyện hóa tiên thiên cương khí đưa tiên thiên cương khí của phương hòa và diệp ly biến thành tu vi của mình thật ra ta xem người có bao nhiêu máu để ho ra nào diệp ly nhai răng cười độc ác xúc địa thành thốn hai tay hóa thành hai con cự mãng màu vàng chở mình lăn quay cuồng hướng diệp phúc cuốn tới kim xà chiến tí thú hắn không ngờ tính toán dùng kim xà triển ti thủ cuốn lấy diệp phúc đưa hắn cứng rắn đánh chết diệp phúc buồn không lên tiếng giống như một con thanh rực biên bức thân thể kẻ sát mặt đất tung bay thoát đi khỏi phạm vi bao phủ của kim xà triển ti thủ tiên thiên cương khí cuồn cuộn không ngừng xâm nhập vào trong kinh mạch của hắn hóa thành thương minh chân khí sau khi luyện hóa tiên thiên cương khí số lượng mây tím trong đan điền của hắn đã tăng lên tới 999 đóa rồi tu vi của hắn trong nháy mắt đã tăng lên tới thương minh luyện thể quyết thất trọng đỉnh cao chân khí minh mông chạy trồm trong cơ thể lại thủy chung không thể bước vào bắt trọng dường như bị che ở bên ngoài bởi một quan tạp vô hình vậy thương minh chân khí lần lượt hướng tới cái quan tạp kia mà xung phong diệp phúc có thể cảm giác được quan tạp này dưới sự tấn công liên tục của hắn đã dần trở nên buông lỏng bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào bắt trọng nhưng mà thủy trung lại không thể phá quan mà vào dường như chỉ thiếu tí xíu lực lượng là có thể đột phá hắn lần lượt xông quan nhưng lần lượt thất bại lại tiếp tục đưa chân khí tấn công Diệp Ly lại đuổi theo, bàn tay hiện lên màu đồng thau, hung hăng đánh một trưởng về phía hậu tâm của Diệp Húc. Trưởng Phong đánh tới, ép cho không khí gần như ngưng tụ. Diệp Húc xoay người, đỡ một đòn kim cương phục ma công của Diệp Ly, bị chấn tới thân hình di chuyển, liên tục lùi về phía sau. Nương theo tiên thiên cương khí của Diệp Ly, hắn nhân cơ hội khởi xướng xung phong tới quan tạp bắt trọng. Quan tạp bắt trọng âm ầm chấn động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra. Qua khoảnh khắc lại dần dần bình phục lại. Lúc này, chân khí của hắn đã đạt tới cực hạn cất chứa rồi luyện hóa tiên thiên cương khí đã không thể tiếp tục tăng trưởng tu vi phải phá được quan tạp mới có thể đi vào tầng tiếp theo tu vi đột nhiên tăng mạnh được diệp ly người chỉ có chút năng lực này thôi sao diệp húc khóe miệng tràn ngập máu tươi châm chọc nói diệp ly tức giận tới mặt mày xanh mét đi nhanh đuổi theo một trưởng ngang nhiên chụp đến không khí chấn động giống như tiếng sấm hắn nha răng cười độc ác tiểu tử Người không biết chữ chết viết như thế nào hay sao Lão cấu Người chết trước một lần dạy ta được không Diệp Phúc lại đón đỡ Phun ra một ngụm máu Chỉ thấy quan tạp kịch liệt chấn động Mơ hồ có xu thế mở ra Cho nên liên tục châm biếm Diệp Ly Diệp Ly bộ mặt dữ tợn Toàn thân cương khí Khí thế giống như giải non lấp biển Thẳng hứng Diệp Phúc đánh tới Muốn đánh hắn thành thịt nát xương tan Âm ta... một tiếng Diệp Phúc tiếp được một trường này Không tự chủ được mà bị đánh bay lên trên không trung quan tạp rốt cục cuối cùng cũng bị phá nát bên tai đột nhiên chuyển tới ầm ầm như tiếng sấm bách hải chấn động một cỗ thương minh chân khí mênh mông chảy vào trong kinh mạch của hắn giống như sông lớn trường giang dũng mãnh tràn ngập khắp các nơi những chân khí này trong chớp mắt không biết đã vận hành được bao nhiêu chu thiên cuồn cuộn không ngừng nảy sinh lớn mạnh ầm ầm rơi vào trong đan điền đan điền của hắn giống như đại dương mênh mông hấp thu chân khí hải nạp bách xuyên biển nhập trăm dòng từng đó mây tím nhanh chóng hình thành vây quanh bạch ngọc lâu đi tới đi lui trong lâu mây tím trong đan điền rõ ràng là đã đột phá hơn một nghìn đoá việc này đại biểu cho việc hắn rút cục cũng đột phá thành công tiến vào bắt trọng của thương minh luyện thể quyết hắn vừa mới quá quan thành công mây tím vẫn liên cuồng tăng trưởng dưới áp lực cực hạn mà liên tục bạo tăng đồng thời liên tục luyện hóa tiên thiên cương khí của diệp ly số lượng mây tím không ngừng gia tăng tới hơn một ba rồi lúc này mới đình chỉ gia tăng mà vào lúc này Diệp Phúc vừa mới rơi xuống đất. Hắn không kìm nổi tiếng thét dài giống như một đầu mãnh hổ thoát khỏi vòng vây, thanh âm vang vọng núi rừng thật lâu không dứt. Diệp Ly sắc mặt miến đổi lớn, với kiến thức cùng tầm mắt của hắn, có thể nhìn ra được lúc này tu vi của Diệp Phúc đang tiến nhanh, vừa mới bước vào bắt trọng của Thương Minh luyện thể quyết. Phải biết rằng, Diệp gia nhị công tử Diệp Bân so với Diệp Phúc lớn hơn 6 tuổi, tư chất gần Diệp Phúc hơn Diệp Phong, lúc này chỉ mới tu luyện tới bắt trọng đỉnh cao mà thôi. Hơn nữa, Diệp Húc không phải lần đầu tiên bước vào bắt trọng đỉnh cảnh giới, mà là sau khi tu vi mất hết, lần thứ hai tiến vào cảnh giới này. Từ khi hắn thăng tiến vô sĩ ở võ bị các thất bại, tới nay mới chỉ có gần một tháng trời thời gian, dùng thời gian ngắn ngủi một tháng tu luyện lần nữa tới thương minh luyện thể quyết bắt trọng. Tốc độ này, từ chất biến thái này quả thực có thể dùng từ yêu nghiệt để mà hình dung. Không chỉ có như thế, tiểu tử này còn tu luyện thành tiên thiên thân thể, không thể tưởng tượng nổi thực lực của hắn lúc này tuyệt đối đứng thứ nhất trong đám đệ tử Diệp gia, thậm chí ngay cả Diệp Bân cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn mượn tiên thiên cương khí của ta, bởi vậy mới có thể đột phá quan tạp bắt chóng. Diệp Ly giật mình tỉnh ngộ, trong lòng vừa sợ vừa giận, chỉ cảm thấy khó có thể tin được. Tiên thiên cương khí bá đạo vô cùng, mặc dù là tiên thiên cao thủ cũng không dễ dàng có thể luyện hóa được cương khí của ta. Tiểu tử này làm sao có thể luyện hóa được tiên thiên cương khí của ta đây? Diệp Húc lấy tu vi thất trọng, thương minh luyện thể quyết, luyện hóa tiên thiên cương khí, tu vi cương khí ngoại phóng của Diệp Ly. Kiến thức này vượt quá sự hiểu biết của hắn. Ta nếu như đã hiểu rõ được thủ đoạn của ngươi, tất nhiên sẽ không tiếp tục cho ngươi mượn cương khí nữa rồi. Diệp Ly thân thể chấn động, tiên thiên khí trường phát ra giống như đại dương minh mông sâu rộng không thể lường được, chặt chẽ vây chặt lấy Diệp Húc. Đột nhiên bàn tay của hắn hư chạm về phía trước, một đạo đau khí thật lớn rít gào nhằm thẳng xuống đầu của Diệp Húc đây chính là tiên thiên đao cương hắn một lòng muốn giết chết diệp húc rốt cuộc cũng sử dụng thủ đoạn cao nhất của cảnh giới cương khí ngoại phóng tiên thiên đao cương đem cương khí tụ thành đao khiến cho diệp húc không thể nào mượn lực một đao muốn bổ chết hắn tu vi của hắn còn chưa tới cảnh giới tùy ý thả đao của cương khí ngoại phóng nhưng đao khí này dĩ nhiên có vẻ phần hình thức ban đầu của nguyên khí đại thủ ấn mà mã tam bảo đã thi triển có thể so với vũ pháp diệp phúc chỉ cảm thấy một đao này ẩn chứa một cỗ khí tức kinh khủng làm cho người ta hít thở không thông bản thân tuyệt đối không thể tiếp được, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả nguyên khí đại thuấn trước đây của Mã Tam Bảo. Cái này cũng không phải nói thực lực của Diệp Ly vượt quá Mã Tam Bảo, mà là lúc đấy Mã Tam Bảo chỉ có ý thử hắn, trong lòng không có sát khí. Hắn vận dụng chỉ có một phần ngàn lực lượng mà Diệp Ly lúc này lại hoàn toàn toàn lực cứng phó, sát khí lạnh lạnh muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Diệp Húc cấp tốc chạy vọt tới trước, trong nháy mắt thoát ra xa mấy trường, đao khí sau lưng đánh tới Xoạt một tiếng xé mở áo của hắn Tạo thành một vết thương thật sâu ở trên lưng Thân thể tiên tiên thật không ngờ Cũng không có khả năng ngăn cản được một đau này Diệp Ly nhanh chóng đuổi theo Đau khí chém ngang Diệp Phúc thằng người nhảy lên Đau khí thật lớn đào qua bàn chân của hắn Làm cho một gốc cây đại thụ 6-7 người ôm bị chặt đứt ra làm hai Diệp Ly thân hình không khỏi dừng lại một chút Không có tiếp tục phát ra tiên thiên đau cương Liên tục phát ra hai chiêu Khiến cho cương khí của hắn có chút không thuận có thể thấy được tiên thiên đao cương tiêu hao là kinh người ra sao hai người một trước một sau lao nhanh về phía trước nhanh như chim cắt đột nhiên một cỗ khí thế khùng mạnh sâu trong hắc học lĩnh phóng lên cao khí thế ngưng mà không tiêu tán giống như mặt đất nặng ngưng thực vậy trong khoảnh khắc giữa những đám núi rừng lồng lộng nhiều hơn một ngọn núi diệp phúc trong lòng chấn động hậu thổ bá thể thần công chu thế văn không ngờ cũng dám đi theo hắc học lĩnh săn bắn sao là hậu thổ bá thể thần công vậy là chu thế văn không ngờ cũng dám đi vào hắc học lĩnh săn bắn thậm chí mượn áp lực của yêu thú thuận lợi đột phá võ đạo tiên thiên cảnh giới sao cỗ khí thế này còn chưa hạ xuống cách đó năm sáu dặm một cỗ khí thế khác phóng lên trên cao giống như liệt hỏa phần nguyên thế lửa che trời phủ đất ồ oh, là kiểu dương liệt hỏa thần công phương thần cũng đột phá rồi thành tựu võ đạo tiên thiên diệp phúc trong lòng thầm nghĩ hai người này quả nhiên không hổ là thiên kiêu chi tử của phương gia và chu gia không ngờ gần như đồng thời tiến lên và tiên thiên vậy lần này qua lễ săn bắn hai người bọn họ tất nhiên cũng có thể trở thành vũ sĩ được rồi phương thần và chu thế văn lập tức phát hiện ra nhau đồng thời tản mắt ra trên ý hùng mạnh khiêu chiến với đối phương diệp húc cũng mở ra khí thế của mình phối hợp chặt chẽ với thiên nhiên khí thế của hai người phương thần và chu thế văn đúng là hứng thú với diệp húc cho nên lập tức nhích người hướng thẳng về phía diệp húc diệp ly cười ha ha châm chọc mà nói thật ra hay là ngươi sợ chết chậm cố ý trêu chọc hai thiên tài chu phương mong được chết nhanh sao tại liễu châu thành chu phương diệp tam đại vô hoang thế gia hình thành thế chân vạc trong đó diệp gia thế lực lớn nhất chu phương liên kết đối phó với diệp gia có thể nói là quan hệ đối địch trong mắt của diệp ly diệp phúc cố ý dẫn chu thế văn và phương thần tới rõ ràng là tự tìm đường chết trong vài cái hô hấp đi qua chu thế văn đột nhiên xuất hiện trước mặt diệp phúc khi thế như núi ngăn đường chạy của diệp phúc trên dưới đánh giá diệp phúc nha răng cười độc ác mà nói à, diệp thiếu báo vài ngày không gặp mặt của ngươi không ngờ còn trắng hơn cả tên công tử bột phương thần kia nữa kìa mau đưa bí quyết bảo dưỡng ra đây lão tử tha chết cho ngươi diệp phúc dừng lại mỉm cười lên tiếng chủ huynh không phải mặt của tiểu đệ trắng mà là mặt của ngươi rất đen công tử bột kia cũng lấy cái cớ này chu thế văn ầm ầm mắng diệp ly trong lòng mừng rỡ khí định thần nhàn đứng ở phía sau diệp húc cách đó không xa mỉm cười nói đà tạ chu đại thiếu gia đã viện thủ ngăn lại đường đi của tiểu xúc sinh này đại thiếu không bằng hai người ta liên hợp lại giết chết tiểu xúc sinh này thế nào diệp húc thản như nói diệp ly ngươi là cháu của diệp gia hay là cháu của chu gia vậy không ngờ tính toán liên hợp với người của chu gia đối phó đệ tử diệp gia ta sao diệp ly sắc mặt âm trầm cười lạnh một tiếng tiểu tứ chết tên nơi còn mạnh miệng sao? Chu đại thiếu, ý của ngươi sao? Chu Thế Văn cười ha ha nói, ta đang rất buồn bực, Diệp Ly tổng quản tới cùng là chó của Diệp gia hay là chó của chú gia ta vậy? Nói lại, chó của chú gia ta cũng không có thói quen cắn ngược lại chủ của mình. Này, công tử bột, con chó này có phải của Phương gia các ngươi không? Diệp Ly tức giận tới mức mặt mũi xanh mét. Gió nhẹ phất phơ, Phương thần một thân áo bỏ trắng đứng ở trên một ngọn cây phập phồng, áo trắng như tuyết không nhiễm một hạt bụi nào. Diệp Ly ánh mắt sáng lên cao giọng nói Phương thiếu gia Người đối phó với chu gia tiểu tử Ta đối phó với Diệp thiếu báo Giết chết Diệp thiếu báo liền tiêu diệt một kình địch cho ngươi Phương thần hơi mở cái quạt xếp Phe phải vài cái Kìa lạnh lên tiếng Cho dù bên ta không có tiền đồ Cũng không có thói quen liên kết với một con chó Gia nô ba họ Ngươi đang làm nhục kiên cách của ta sao Diệp Ly tức giận Hai tay phát run lên Sau một lúc lâu không nói ra lời hắn cân bản không thể lý giải nội tâm của những thiên kiêu chi tử này đối với phương thần chu thế văn mà nói liên kết với hắn giết diệp húc quả thực là một loại làm nhục hắn có tâm đánh chết hai người trong tay thế nhưng cũng không dám động thủ đầu tiên không nói tới việc sau lưng chu thế văn và phương thần chính là hai đại vua hoang thế gia chỉ cần thực lực hai người này cũng làm cho hắn không có phần thắng hai người này đều tu luyện võ học thượng đẳng của hai đại thế gia võ học cao minh hơn xa của hắn hai tiên thiên cao thủ hơn nữa còn có Diệp Phúc đạt tới thân thể tiên thiên Ba người liên kết Hắn không có nắm chắc tất thắng Tiếng võ ngựa chuyển tới Diệp Bân rất cục cũng đuổi tới cao giọng nói Tổng quán chỉ cần để ý ra tay Cuốn lấy hai người kia Ta tới tiêu diệt tên tiểu xúc sinh Diệp Phúc này Diệp Ly trong lòng vừa động Chậm rãi lắc đầu Nếu là từ trước Diệp Bân còn có tư cách giao thủ với Diệp Phúc Nhưng là lúc này Tiểu tử đã luyện thành thân thể tiên thiên Hơn nữa thương minh luyện thể quyết Cũng đã tu luyện tới bắt trọng Diệp Bân căn bản không phải là đối thủ. Chu Thế Văn cười ha ha nói: "Thiếu bảo, xem ra nhân duyên của ngươi ở trong Diệp gia cũng không được tốt cho lắm đâu. Nếu không đâu gặp phải, phải chuyện này, không bằng cưới muội muội của ta ở rẻ Chu gia ta đi." Phương Thần chậm rãi từ ngọn cây hạ xuống, quạt xếp lay động, mỉm cười lên tiếng: "Chu Thế huynh, muội muội của ngươi cũng có thể lấy ra trao đổi hay sao?" Diệp Thế huynh, Chu gia nữ nhân bộ dạng cực kỳ thê thảm, mà nhà ta mỗi nữ nhân lại dung mạo như tiên thiên. Thế huynh nếu phải ở rẻ không ngại suy xét phương gia chúng ta kìa diệp phúc cười khổ chu thế văn hay nói giỡn không thôi không ngờ ngay cả phương thần ngày thường lạnh như băng cũng đi theo góc vui diệp bân thấy ba người không thèm nhìn ngó tới hắn trong lòng lời giận hừng hực nhảy khỏi tọa kỵ tay cong hình ưng chảo hướng tới cổ diệp phúc mà chụp sắt khí lạnh lạnh phần kim liệt hầu thủ phần kim liệt hầu thủ của hắn khác xa với của diệp tân thi triển đã tu luyện tới cảnh giới thiết kim đoạn ngọc cao nhất rồi năm ngón tay rực rỡ một mảnh giống như được tạo ra bằng vàng vậy diệp vân tự tin một chiêu này của mình có thể xé rách yết hầu của diệp húc hoàn toàn xử lý mối họa tâm phúc này mã nổ chết tiệt không ngờ câu kết với chu phương hay nhà mưu sát diệp kiên đối phó với đệ tử diệp gia tội không thể tha được hiện tại ta đại biểu cho diệp gia diệt trừ phản đồ ăn kế táo dạo cái sung như ngươi tâm cơ của hắn thâm trầm trước khi ra tay còn chụp mũ diệp húc một cái tội câu kết với kẻ thù bên ngoài mưu sát đệ tử diệp gia nếu như Diệp Phúc chết thì đó là tội đương nhiên Đại biểu cho Diệp ra sao Người có tư cách này hay không Diệp Phúc những mày lên Không thèm dùng loại võ học cao thâm Đại thiên Diệp Thủ Đồng thời cũng sử dụng phân kim liệt thổ thủ năm ngón tay giống vàng, tím, đúc thành So với Diệp Bân còn tốt hơn nhiều Hai người đồng thời sử dụng phân kim liệt thổ thủ Vừa chạm vào nhau không ngờ năm ngón tay của Diệp Bân bị bẻ gãy răng rắc Diệp Bân hai tay nắm chặt lấy cánh tay phải đang kẹp chặt lên trên cổ của mình của Diệp Phúc, sắc mặt hắn đỏ lên, ánh mắt tròn xoe, lộ ra vẻ hoảng sợ, hai chân đạp đạp. Hắn bị Diệp Phúc kẹp chặt ít hầu, thương minh chân khí phong kín đan điền và tất cả kinh mạch của hắn, khiến cho một thân bản lĩnh của hắn không thể nào thi triển ra được. Chỉ cần ngón tay Diệp Phúc thoáng dùng sức, liền có thể bóp nát xương cổ của hắn. Một chiêu, chỉ một chiêu, Diệp Bân đã thua trong tay của Diệp Phúc, sống chết sẽ do đối phương quyết định. Phương Thần cùng Chu Thế Văn ánh mắt sáng lên, gần như đồng thời bước tới trước nửa bước. Một cỗ chiến ý mãnh liệt từ trong cơ thể hai người bốc lên, thẳng tới Diệp Húc. Hai người thiên chi kiêu tử này tuy rằng không coi Diệp Bân vào trong mắt, thế nhưng cũng biết rõ thực lực của hắn. Diệp Bân là Diệp gia nhị công tử, đã luyện thương minh tới bắt trọng đỉnh cao. Thực lực của hắn rất cao minh, cho dù là hai người bọn họ muốn đánh bại trong vòng một chiêu cũng rất khó. Không nghĩ tới Diệp Bân lại thua trong tay Diệp Húc chỉ một chiêu hiện giờ giống như một con gà bị người ta nắm cổ sống chết hoàn toàn nằm trong sự khống chế của diệp húc đây chẳng phải nói lúc này võ đạo của diệp húc đã có thể so với một cường giả tiên thiên rồi hay sao có tư cách giao thủ với bọn họ không đây diệp ly trong lòng cũng vừa sợ vừa giận hắn rõ ràng thực lực của diệp húc là như thế nào hắn cũng không dự đoán được diệp bân lại chỉ một chiêu liền bị bắt lúc này nhanh chóng tiến lên tiên thiên cương khí tạo thành hình xoáy lốc trong người cuốn động quần áo bay phất phới hai tay của hắn giấu sau lưng sắt khí âm trầm lên tiếng nói rằng thất ra, lập tức buông nhị thiếu gia ra hay người muốn bị trục xuất khỏi diệp phủ bị trên dưới diệp gia đuổi giết đấy diệp phúc khẽ mỉm cười buông tay phải ra diệp ly ánh mắt sáng lên thừa dịp thân thể của diệp bân rơi xuống trong nháy mắt hai tay đánh thẳng tới ngực của diệp phúc diệp bân hai chân vừa chạm đất hít một hơi thật dài giơ bàn tay đánh thẳng tới mặt của diệp phúc bộ mặt vô cùng dữ tợn tiểu tạp chúng có bản lĩnh người giết ta đi diệp phúc một tay khẽ bắt lấy lại chế trụ cái ít hầu của diệp bân hướng tới song trưởng của diệp ly diệp ly kinh hãi vội vàng tán đi cương khí trên tay không ngờ hắn hận diệp phúc thấu xương cho nên song trưởng vận dụng toàn lực không dễ dàng gì mà tán đi toàn bộ trường lực dầm 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 diệp bân chưa nói xong liền bị diệp phúc không chế ít thầu trở lại chân lưng đã trúng trưởng của diệp ly ói ra một ngụm máu tươi mặt vàng như nghệ uể oải đến không chịu nổi hai trưởng này của diệp ly tuy rằng đã tán đi đại bộ phận lực lượng nhưng vẫn còn một bộ phận cương khí đánh trúng sau lưng của diệp bân trường này làm cho hắn cái đi ít nhất ba cái xương sườn khiến cho hắn bị thương nặng trong nháy mắt diệp phúc giống như ném một miếng vải rách đi vậy tùy tiện vứt hắn sang một bên rồi nói diệp ly tổng quán người thiếu chút nữa đã đứng chết nhị ra rồi hay là muốn bị trục xuất khỏi diệp phú bị trên dưới diệp gia đổi giết đấy hắn quay đầu nhìn về phía diệp bân trong mắt sắt khí chấp động cười nhạt mà nói nhị ca xem ngươi chịu thống khổ như vậy không bằng tiểu đệ tiến ngươi đi một đoạn đường vậy Diệp Bân dùng mình một cái, biết Diệp Húc không phải nói chơi, mà là sẽ hạ sát thủ với hắn thực sự, vội vàng dễ dụa đứng dậy, tránh ở phía sau người của Diệp Ly. Diệp Ly vừa sợ vừa giận, rốt cuộc cũng không kiềm chế được sát khí trong lòng, khi thế đột nhiên kéo tới đỉnh cao, phô thiên cái địa áp chế tới Diệp Húc. Chu Thế Văn và Phương Thần liếc nhau, đột nhiên nhất tề bước tới một bước, cùng Diệp Húc sóng vai mà đứng. Ba cỗ khí thế phóng lên cao, đồng thời đối kháng với khí thế của hắn. Diệp Ly bộ mặt lạnh lạnh, lạnh giọng nói: "Hai vị thiếu gia, không cần bức lão nô động thú, nếu không ảnh hưởng tới thân thể ngàn vàng của hai vị liền khó coi rồi phương thần phe phải cái quạt xếp thản nhiên cười diệp thiếu báo mặc dù phải chết cũng chỉ có thể chết trong tay bản công tử chết trong tay lão cầu nhà ngươi thì mặt mũi ta ở chỗ nào đây chu thế văn cũng cười ha hả nói đúng vậy không thể giao thủ với diệp thiếu báo sẽ làm ta hối hận cả đời diệp ly sắc mặt xanh mét trong lòng sắt khí đại động âm thầm tính toán nên giết chết cả ba người này không. đột nhiên phía sau hắn một thanh âm giả nua truyền tới cười ha hà nói: Diệp Lê lão hình người lớn tuổi như vậy không ngờ không biết xấu hổ mặt dạn mày dày động thủ với cả tiểu bối hay sao? Không bằng đánh nhau với mấy bộ xương giả chúng ta thế nào? Diệp Lê quay đầu nhìn lại chỉ thấy ba lão giả giắt tay nhau bước tới chính là chấp sự ngoại môn của hai nhà Chu Phương được phái đi bảo hộ cho đệ tử Tông Thất. Nhìn thấy thế, sắc mặt Diệp Ly không khỏi trầm xuống, ngoài cười nhưng trong lạnh nói. Nếu hắn ra tay, Chu Thế Văn và Phương Thần khẳng định sẽ không ngồi yên, không để ý tới. Hai người bọn họ ra tay, ba ngoại môn chấp sự kia cũng sẽ động thủ. Hơn nữa, Diệp Húc tu luyện tới tên thể tiên thiên. Tới lúc đó, sáu đại tiên thiên cao thủ cùng nhau tiến công đánh hắn. Diệp Ly luyện tới cương khí ngoại phóng cảnh giới nhưng vẫn còn tự biết mình. Diệp Thiếu Bảo này là tiểu tập chúng cấu kết kẻ thù bên ngoài giết chết kiểu công tử Diệp Kiên. Lần lễ săn thú này đi qua tất nhiên sẽ bẩm báo lên nội phủ, giành chính ngôn thuận sự tử hắn ta. Diệp Ly trong lòng thầm nghĩ, Diệp Húc giết chết Diệp Kiên đích xác xúc phạm tới gia quy, chiếu theo gia quy điệp ra, đây là tử tội. Ngay cả phủ chủ Diệp Tu Đạo cũng không thể nói gì hơn. Phương gia ngoại môn chấp sự, Phương Trấn đột nhiên bước tới một bước, nhìn thẳng vào mặt Diệp Húc, ánh mắt sáng ngời, trầm giọng nói rằng. Diệp thất ra, xin hỏi Phương Hòa hiện đang ở đâu? Phương Thần khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Phương Chấn lập tức nhỏ giọng: Tạm ra Diệp thiếu bảo trước ở bên sông Thanh Thủy giết chết đồng thiếu gia. Phương Hòa phụng mệnh Phương Trung Sơn lão gia giết chết Diệp Húc trong lễ săn thú này. Lúc này không thấy bóng dáng của Phương Hòa đâu cả, chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Thanh âm của hắn dù thấp, thế nhưng mà những người ở đây đều là cao thủ, tất nhiên nghe rõ lời của hắn ở vào trong tay. Sau ánh mắt nhìn về phía Diệp Húc, Diệp Ly tính toán đỡ Diệp Bân rời khỏi cung vội vàng dừng chân, Chu bân nhỏ giọng nói: Diệp gia lão thất nhưng không phải đã biến thành phế vật rồi hay sao? Lấy tu vi hiện giờ của hắn còn có thể xử lý Phương Đồng hay sao? Chu Phạm lắc đầu nói: Nghe Phương Chấn ý tứ rằng thậm chí ngay cả Phương Hòa cũng có thể chết trong tay hắn cũng quá là lạ. Oh, xem ra không cần chờ nội phủ xử lý tiểu tử giữa phúc này sẽ bị Phương gia xử lý rồi. Diệp Ly thấy vậy trong lòng mừng rỡ thầm nghĩ. Diệp Húc đứng trước ánh mắt của mọi người Làm như không thấy thản nhiên lên tiếng Phương Trấn Tổng Quản đoán đúng rồi Phương Hòa Tổng Quán của Quý Phủ Đích Xác đã bị ta giết rồi Mọi người ồ lên một mảnh Phương Trấn trong mắt lộ ra sát khí Hai người chu bân chu Phạm Ánh mắt cũng lóe lên Bọn họ lúc trước còn chưa để Diệp Húc vào trong mắt Thế nhưng mà lúc này Nghe thấy Phương Hòa chết trong tay hắn Không kìm được mà nổi lên sát ý Diệp Chu Phương Tam đại vua hoang thế gia, lớn nhất là Diệp gia, nếu như có thể diệt trừ thiên tài của Diệp gia, sau này Diệp gia sẽ chậm rãi suy sụp, đợi cho Diệp Tu đạo chết rồi sẽ không có người nối nghiệp. Phương Thần trong mắt tinh quang chật lóe, Chu Thế Văn cũng nóng lòng muốn thử, sắt khí lạnh lạnh. Phương Hòa chính là tiên thiên cường giả trong đám nô tài Phương gia, không ngờ lại chết trong tay của Diệp Húc, không phải nói Diệp Húc cũng thành võ đạo tiên thiên rồi hay sao? Nếu đổi lại là người khác, bọn họ chưa chắc đã tin tưởng, nhưng mà lời này xuất phát từ miệng của Diệp Húc lấy kiêu ngạo của Diệp Húc tuyệt đối không nói dối chuyện này. Hai người bọn hắn lúc trước muốn đánh giá luận bàn võ học với Diệp Húc nhưng mà lúc này thực sự đã động sát khí trong lòng. Ba người bọn họ tuy rằng đều có giao tình với nhau, giả bộ thương tiếc nhưng đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh, mượn áp lực của đối phương để ma luyện chính mình. Tuy nhiên nếu có cơ hội xử lý đối phương, bọn họ tuyệt không lưu tình. Trong nhé mắt, Diệp Húc có cảm giác đứng giữa bảy sói, bốn phía đều là sát khí xích lõa, không chút che giấu dường như có thể sẽ hắn thành từng mảnh nhỏ vậy. Tuy nhiên, Chu Phương Hai nhà quan hệ tinh tế, cũng kiêng kỵ lẫn nhau, bởi vậy chậm chạp, không hề động thủ, tất cả đều do dự, muốn đối phương ra tay xử lý trước, miễn cho gia tộc của mình không chịu lửa giận của Diệp gia. Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các tập tiếp theo